2660, xin chào các anh chị và các bạn thân mến. Có cái trang là diệntrầnviệt.net, chính là cái trang học diện trần trực tuyến nhé các anh chị nhé. Sau khi các anh chị đã đăng ký tài khoản rồi thì trên màn hình, sau khi các anh đăng nhập thì có cái nút vào học như thế này. Thì anh chị bấm vào nút vào học thì trong cái nút này thì nó sẽ hiện lên những cái khóa học mà mình đã đăng ký. Thì hôm vừa rồi á, mình đã có tiến hành cập nhật cho cái khóa diện trần căn bản kiến thức nền tảng này một cái chương mới, đó là chương số 12. Trong chương này thì mình có cập nhật một số cái bài giảng, tổng cộng là 5 cái bài giảng về các bộ huyệt điều chỉnh tâm trạng, có bộ thăng, bộ giáng, bộ điều hòa, bộ bổ trung, bộ bổn huyết. Đây là các bộ huyệt rất là quan trọng, dùng cho chúng ta hay dùng hàng ngày, đúng không ạ? Thì khi các anh chị xem, các anh chị bấm vào từng bài như này đấy, thì chúng ta có thể xem được ngay, hoặc lúc nào chúng ta cần bấm, ví dụ hạ huyết áp cho người nào đó, tăng huyết áp cho người nào đó, thì chúng ta bật video lên chúng ta coi đấy. Tăng nhiệt độ, ví dụ chúng ta đang lạnh, chúng ta muốn ấm lên, thấy không ạ? Thì chúng ta bấm bộ rồi thăng. Chúng ta thấy là khi chúng ta và bấm dán nhiệt độ 73 này, cái hình xem như này, 73 là có cả hai bên, vừa làm vừa dán cho mình và vừa xem video vừa làm theo. Đấy. Thì khi các anh chị xem, các anh chị chú ý vào có một cái hình ô ở phía dưới video như này, các anh chị bấm vào cái ô này thì nó hiện ra là gì ạ? Nó hiện ra các cái chương học của mình đều có cái file này, file gọi là file slide bài giảng đấy, thì các anh chị bấm vào hiện ra những cái file bài giảng mà mình đã sử dụng khi giảng bài cho các anh chị xem. Thì anh chị có thể tải cái này về máy điện thoại để chúng ta xem rất là nét, đúng không nào? Hoặc là chúng ta tải về để chúng ta in ra thành bộ tài liệu, chúng ta vừa coi video chúng ta vừa làm theo, đúng không ạ? Rất là rõ ràng. Đấy. Thì trong các chương của mình đều có những cái bài này nhá. Thì nhiều anh chị mà chỉ xem video mà bỏ qua những cái này, đấy, bỏ qua không tải tài liệu về cũng lãng phí, đúng không ạ? Mình đều có chuẩn bị rất là cẩn thận rồi. Đấy. Ví dụ chương 4 này thì cũng có cái bài này, trà khăn mặt bằng khăn, trà mặt bằng khăn nước nóng này. Đấy. Đều có những cái file bài giảng như này. Các anh chị nhớ để biết cách để mà tải về. Đấy. Ví dụ trên chương 1 này cũng đều có. Đó. Thì đấy chính là cái hướng dẫn của mình về những cái video mới mình mới cập nhật. Chúc các anh chị học tốt nhá. Nếu anh chị nào mà đã học xong khóa cơ bản thì anh chị có thể đăng ký tiếp cái khóa thực hành, rồi khóa kỹ thuật xác định huyệt, rồi khóa nâng cao của mình nhá. Chúc các anh chị học tốt và đã gặt hái được nhiều thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.